Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục bài toán nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm số bị chia. Thì trước khi vào bài này thì bước đầu tiên mình nhắc lại về phép chia trước nha các bạn, để cho các bạn hiểu được. Ví dụ như 4 chia 3 thì được mấy à? Được 1, dư 1. Và các bạn để giúp mình đây là phép chia, đây là số bị chia. Số bị chia. Đây là số chia. Số chia. Đây là thương. Và đây chính là số dư. Ok chưa ạ? Thì bước đầu tiên các bạn phải hiểu đây là phép chia nè, đây là số bị chia nè, đây là số chia nè, đây là thương nè, và đây là dư, được chưa? Và các bạn nhìn quan sát giúp mình cái số chia và số dư. Đây là số chia nè, đây là số chia nè, ở đây là số dư nè, được chưa? Thì thấy gì ạ? Số chia luôn luôn lớn hơn số dư, được chưa? Nếu chia 3 thì chỉ có khả năng là dư 1 hoặc là dư 2. Ok chưa? Đó, để cho các bạn hiểu, được chưa ạ? Rồi, tiếp theo đó là liên quan về quy tắc tìm số bị chia. Đây, muốn tìm số bị chia nè. Lấy nha các bạn. Thương nhân với số chia cộng với số dư. Và các bạn nhớ giúp mình, đây là công thức các bạn buộc phải học thuộc, được chưa? Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng số dư, được chưa? 4 sẽ bằng 1 nhân 3 cộng 1. Ok chưa? Rồi, khi mà các bạn đã hiểu được cái vấn đề đó rồi thì các bạn vào bài tập này rất đơn giản, tìm số bị chia trong phép chia cho 25. Thì số bị chia mình không biết là gì hết, mình sẽ đặt x để cho các bạn dễ hiểu trước, được chưa? Đặt x đi. Vậy là x trong phép chia cho 25, vậy là x chia 25 sẽ bằng thương, biết thương là 23, và số dư lớn nhất. Thì các bạn nhìn ngay, đây là số chia là 25, vậy số dư lớn nhất có thể đó chính là dư 24, được chưa? Vậy muốn tìm số bị chia là x đó, thì ta lấy nè, thương nè là 23 nhân với số chia là 25 cộng cho số dư, được chưa? Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia cộng với số dư. Ok chưa? Và các bạn comment kết quả này ở phía dưới giúp mình, để mình kiểm tra coi bạn nào tính đúng hay tính sai nha các bạn. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình. Hay là bạn nào muốn hỏi cái gì thì comment ở phía dưới. Rồi, thôi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.